qua mạng Internet, bạn có thể gửi một nụ hôn cho những người thân yêu của mình từ xa. Điều này sẽ trở thành hiện thực trong một tương lai không xa nữa với sự trợ giúp của thiết bị có tên gọi là Kissinger này. Chiếc môi được làm từ vật liệu silicone đặc biệt sẽ có nhiệm vụ tiếp nhận những tác động từ nụ hôn. Sau đó, bộ phận cảm biến được gắn ở phía sau sẽ xử lý và thông qua mạng Internet, tín hiệu được truyền đến một thiết bị Kissinger khác. Với quá trình tiếp nhận ngược lại, nụ hôn sẽ dần được tái tạo một cách chân thực. Để tái tạo chân thực một nụ hôn giữa người và người, chúng tôi đã phải nghiên cứu rất kỹ đặc điểm sinh học cũng như tâm lý học khi một nụ hôn diễn ra. Sau khi nắm rõ được những thông số quan trọng của một nụ hôn, chúng tôi mới có thể biết rằng nên áp dụng những gì để một thiết bị robot có thể tái tạo được nó. Samani gọi lĩnh vực mà mình đang nghiên cứu là Lovotic, có nghĩa là nghiên cứu mối quan hệ giữa robot và con người. Hiện tại thì Kissinger chưa sẵn sàng để có thể thương mại hóa. Tuy nhiên, Samani tin tưởng rằng với những cải tiến sắp tới, trong tương lai, Kissinger sẽ trở thành một thiết bị không thể thiếu đối với những ai thường xuyên phải đi xa, đặc biệt là những cặp đôi yêu nhau.